Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Hồng Ký. Quý vị thân mến, tiếp nối series giới thiệu những mẫu mã máy hàng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Ngày hôm nay hãy cùng với Hoàng Đăng đập hộp và review chi tiết sản phẩm máy hàng cơ khí Hồng Ký HK200K mẫu mã mới nhất. Quý vị thân mến, trước mặt Hoàng Đăng đây chính là hộp để chứa sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, máy hàng điện tử HK200K. Khi mà mở hộp ra thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy ngay đó chính là cuốn sổ hướng dẫn sử dụng. Cái này rất là tiện ích đối với những quý vị nào mà chúng ta chưa bao giờ sử dụng máy hàng bao giờ đó. Khi mà một sản phẩm gửi đến cho quý khách hàng thì chúng tôi luôn luôn bảo vệ sản phẩm của mình bằng cách là chèn những miếng mút xốp như thế này để đảm bảo sản phẩm của mình là luôn ở trong trạng thái an toàn nhất, tránh móp méo hoặc là trầy xước khi đến tay quý vị nha. Và phía bên trong sẽ là nhân vật chính của mình quý vị ạ. Đây, một chiếc máy hàng cơ điện tử HK200K, một sản phẩm mẫu mã mới nhất của Hồng Ký mới cho ra thị trường hiện nay. Đây, chúng ta có thể thấy là ở trên này là Made in Việt Nam, chứng minh một điều rằng như gì, có nghĩa là sản phẩm này được sản xuất nghiên cứu bởi công ty Hồng Ký quý vị nhé. Và trên này thì chúng ta còn có thể thấy là tem hàng Việt Nam chất lượng cao nữa, chứng minh đây là một sản phẩm chất lượng từ một công ty chất lượng sản xuất lại cho chúng ta luôn. Nếu sản phẩm có vấn đề thì chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị trong vòng 1 năm quý vị nhé. Rồi, Hoàng Đăng sẽ tạm thời bỏ sản phẩm này qua. Thì trong bộ sản phẩm đi kèm thì chúng ta còn có hai vật dụng không thể thiếu khi sử dụng máy hàng. Đó chính là một dây kẹp mát để chúng ta kết nối với máy hàng. Kèm theo đó nữa là một cái kìm để kẹp que hàng khi quý vị sử dụng. Đây, rất là gọn nhẹ và dễ dàng sử dụng luôn. Nếu quý vị mua sản phẩm về mà thiếu bất kỳ một trong những bộ phận này thì hãy liên hệ đến số hotline của chúng tôi là 1900 636 536 để được hỗ trợ tư vấn tận tình nhất nha. Về phần ngoại quan của máy thì quý vị có thể thấy là chúng ta sẽ có mặt trước và mặt sau, hai bên sẽ là những khe tản nhiệt đấy quý vị ạ. Ở phía trên mình sẽ có một cái tay xách để chúng ta có thể làm mang vác dễ dàng, xách một tay cũng được. Đối với những anh em làm công trình thì thường ngoài chiếc máy hàng này ra thì chúng ta còn xách theo rất là nhiều phụ kiện lỉnh kỉnh khác nhau. Nếu mà chiếc máy này nó có kích thước quá lớn hoặc quá nặng thì nó sẽ ảnh hưởng cho mình rất là nhiều. Cho nên nhà thiết kế của chúng tôi đã thiết kế một cái tay xách như thế này để mình thuận tiện và dễ dàng di chuyển trong lúc làm việc hơn. Ở mặt trước của máy thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát thấy đây là nút để bật tắt máy hàng. Đấy, với một thao tác rất đơn giản thôi, bật tắt on và off để thực hiện và thao tác rất là dễ dàng. Phía dưới này là công tắc chống giật, một tính năng mà chúng tôi rất là yêu thích và chúng tôi nghiên cứu rất là nhiều để có thể là bảo đảm an toàn cho người sử dụng cũng như là bảo vệ máy. Với tính năng chống giật này thì Hoàng Đăng xin phép nói thêm, khi chúng ta bật công tắc này lên thì đèn báo hiệu này sẽ sáng. Đây, có chữ là đèn chống giật quý vị nhé. Đèn chống giật này sẽ sáng lên khi chúng ta bật công tắc này lên, và khi quý vị hàng thì đèn này sẽ tắt, và khi chúng ta ngừng hàng thì đèn lại sáng lại. Ngoài ra thì ở mặt trước của máy thì còn có một đồng hồ đo dòng hàng để anh em và quý vị các bạn chúng ta có thể quan sát được và biết được cái thông số mình đang sử dụng tùy theo loại vật liệu cũng như là cái cách mình hàng như thế nào cho nó hợp lý nhé. Và tiếp theo đó chính là nút điều chỉnh dòng hàng. Thì máy sở hữu dòng hàng từ 20 đến 200. Đấy, anh em có thể là tùy chỉnh một cách rất là nhẹ nhàng dễ dàng. Cho nên là mình chỉ cần vặn nhẹ thôi là có thể điều chỉnh được dòng hàng từ 20 đến 200 nhé. Và ngoài ra thì ở mặt trước này thì chúng ta còn có là ký hiệu là HK200K để quý vị và các bạn chúng ta khi mà chúng ta cần mua chiếc máy này mình cũng dễ dàng nhận diện luôn. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có hai đầu kết nối, một cực dương và một cực âm để kết nối kẹp hàng với lại kìm hàng. Đó, rồi còn về phía mặt sau thì sao? Một chiếc máy hàng hoặc là bất kỳ một thiết bị điện tử nào thì nó cũng cần có bộ tản nhiệt để giúp cho máy hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn, cũng như là đảm bảo tuổi thọ của máy sử dụng lâu bền theo thời gian. Ở phía sau đây quý vị có thể thấy đây, một cánh quạt tản nhiệt rất là lớn và thiết kế rất là sang trọng luôn, được bảo vệ bởi một khung sắt bên ngoài, tránh trường hợp lỡ mình hàng đó, con nhỏ nó có vô tình nó chạm vào thì cũng đảm bảo an toàn luôn. Về phần công suất của máy thì máy sử dụng dòng điện một pha 220V với công suất là 7kVA, 4,5kW, sử dụng que hàng từ 1.6 đến 3.2mm, rất thích hợp sử dụng trong gia đình để chúng ta có thể sửa chữa các vật dụng như là bàn, tủ, ghế hay là các vật dụng bằng inox, bằng kim loại, sắt thép. Và ngoài ra thì máy hàng điện tử HK200K còn thích hợp để sử dụng cho các xưởng gia công cơ khí cũng như là tại công trình xây dựng nữa. Và một điểm còn nữa của máy hàng điện tử HK200K đó chính là chúng ta sử dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ cần kết nối kìm hàng vào cực dương của máy và kẹp mát vào cực âm của máy. Và cái phương pháp, cái cách để chúng ta kết nối cũng nhanh chóng, chỉ cần cắm thẳng vào vặn cùng chiều cái đồng hồ là đã có thể kết nối vào cực âm cực dương với kìm hàng cũng như là kẹp mát. Đây, chỉ cần cắm thẳng vào vặn cùng chiều cái đồng hồ và cắm thẳng vào vặn cùng chiều cái đồng hồ. Đấy, rất nhanh chóng đúng không? Kẹp mát chúng ta sẽ kẹp vào vật cần hàng, còn phía bên này kìm hàng chúng ta sẽ kẹp vào đuôi của que hàng để mình có thể thao tác nhanh chóng.
Thế là xong, chưa đến 10 giây Hoàng Đăng đã hoàn tất xong việc kết nối giữa kìm hàng kẹp mát với hai cực âm và dương của máy rồi. Còn lại thì chúng ta sẽ chỉnh thông số phù hợp với vật liệu cần hàng, cũng như là điều chỉnh các thông số dòng ra nè, cũng như là nhớ bật tính năng chống giật nha quý vị nha, là chúng ta đã có thể thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Quý vị thấy không, quá đơn giản luôn. Thưa quý vị, đây là mối hàng được thực hiện bởi máy hàng điện tử HK200K. Như quý vị có thể thấy là máy hàng rất ổn định, độ ngấu sâu cho ra mối hàng khá đều và đẹp như thế này đây. Quý vị thân mến, máy hàng điện tử HK200K của Hồng Ký từ lâu đã được người tiêu dùng cũng như là các thợ hàng tin tưởng lựa chọn. Ngoài những đặc điểm nổi trội mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên, thì sản phẩm còn sở hữu những ưu điểm như là giúp tiết kiệm điện lên đến 60%, hoạt động ổn định kể cả trong trường hợp điện yếu, cũng như là có thêm chế độ bảo vệ quá tải quá nhiệt, đảm bảo tuổi thọ cho máy khi sử dụng. Nếu quý vị thấy yêu thích và muốn sở hữu ngay cho gia đình mình sản phẩm này, thì đừng ngại để lại tên cũng như là số điện thoại phía dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ và giao hàng tận nơi cho quý vị. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể mua hàng tại các đại lý phân phối trên toàn quốc của Hồng Ký, mình có thể đến nơi mua hàng, xem hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube của Hồng Ký để nhận về cho mình những video sớm nhất. Còn bây giờ thì Hoàng Đăng xin chào và hẹn gặp lại.